Hello my friends and welcome to the game The Presentable Liberty my friend. Có nghĩa là gì? Tự do ngày ở trước cái mặt my friend. Ngày đầu tiên. Tiếng game to quá. Game gì đây? I don't know. Bây giờ là 12 giờ. Đây là nhà tù. Tại sao Dũng vào nhà tù? Chắc có lẽ vì Dũng nói nhiều đấy. Ủa rồi. Hello. Chú coi tù cho mình một bức thư mà bên em. Người bạn thân mến của tôi hy vọng bức thư này tìm đến bạn lúc bạn đang còn khỏe. Nhà tù thì dạo này như thế nào? Cuộc sống là làm sao? Tôi biết rằng chắc là khó khăn lắm. Biết vậy thì còn hỏi làm cái gì? À, đặc biệt là trong cái khoảng thời gian như thế này. Còn tôi thì tôi sớm sẽ bắt đầu một cuộc hành trình để đi vào một cái nơi gọi là không xác định. Chúc tôi may mắn đi. Một người gì đó du hành gọi là với ba với bạn mấy bạn em. Hả? Gửi gửi lắm đấy má. Quỷ bắt. Bức thư nó sẽ làm đôi à? Hình như đây là một nửa còn lại của bức thư kia mấy bạn. Tôi hy vọng rằng bạn không cảm thấy gọi là quá đơn độc ở đây. Và trong cái phòng giam đen tối này. Phòng trường hợp này thì tôi có cho bạn thêm một cái con bọ bé nhỏ để làm bạn. Trong cái bức thư này đi kèm một cái là Salvador mấy bạn. Hello, gửi một lúc đi anh bạn. Sao gửi từng lá một đấy? Mấy tiếng đồng hồ nghe ám ảnh quá. Ngày mới tốt lành. Chúng tôi rất vui khi thông báo cho bạn biết bạn đã được lựa chọn bởi tôi, bác sĩ đồng tiền, để tham gia một cái cuộc thí nghiệm đặc biệt. Để làm cái gì đó ta? Dành cho tất cả những người phạm nhân trong cái đất nước này. What? Là sao? Nếu như mà là một cuộc thí nghiệm đặc biệt bạn đã được chọn thì tại sao lại ghi là dành cho tất cả các phạm nhân là sao? Thế thì có gì đâu đặc biệt. Game mô phỏng đọc thư trong nhà tù Mevred. Chúng tôi nhận ra rằng là bởi vì có một cái sự kiện gọi là bứt phá hả? Gần đây. À đâu phải, lộn. Gần đây có một con virus gì đó đang bắt đầu gọi là lây lan trong thị trường Mevred. À lộn nhập trong trong thành phố Mevred. Giống như Covid ấy, kiểu vậy. Thật là không may mấy friend. Nhưng mà vẫn còn cái hy vọng. Và hy vọng đó là chính là mình. Nghiên cứu gần đây cho chúng ta biết rằng là 90% dân số của đất nước chúng ta thì đã bị nhiễm virus rồi. Thật là không may mấy friend. Chỉ còn lại 2% những người bị nhốt trong nhà tù giống như mình ở đây á, là chưa bị dính virus mà thôi. Cho nên rằng là chúng tôi hy vọng bạn có thể tiếp tục là khỏe mạnh mấy friend. Và cảnh giác để có thể chiến đấu lại được cái sự tuyệt vọng và những cái suy nghĩ tự tử what the hell trong cái tình huống mà mình đang có đây. Mình sẽ được gọi là giao cho một cái anh bạn hay là một cái nhân cách gì đó vui vẻ vậy đó. Chúc tận hưởng, enjoy my friend. Game mô phỏng đọc thư nha my friend. Cảm ơn bạn nào đã giới thiệu cho Dũng my friend. Lâu lắm qua gửi thư cho Dũng. Này giờ Dũng đọc chừng này thư là Dũng bắt đầu cảm giác như là từ giờ đến cuối năm không muốn nhận thêm một lá thư nào nữa. Nhưng mà đang lỡ rồi chơi đọc hết. Xin chào. Tôi chính là người bạn. Cái gì đó? Với một cái gì? Personal happy buddy hả? Một người bạn vui vẻ cá nhân hả? Là sao? Mình đang tưởng tượng đưa cho mình một con gấu bông hay là một cái gì đó. Thì lúc đó mình có thể dịch là giống như là một người bạn thân vui vẻ. Nhưng mà nãy giờ có thằng nào vào đâu? Nãy giờ chỉ có một cái lá thư nữa cứ tuồn vào my friend. Cho nên là mình không biết dịch cái gì thế nào hết. Nhưng mà dịch như cái này đúng là tôi là một cái người bạn vui vẻ của riêng bạn, ok? Người bạn vui vẻ của riêng bạn. Tôi có một món quà cho bạn. Đó là 5 cái gì đó. Confetti hả? Popper hả? Là cái gì? Không dịch được, tí nữa nó đưa vào mấy bạn biết. Chúc bạn vui vẻ. Cái đậu phộng. 5 cái confetti popper là... Bấm chuột phải để sử dụng hả? Ok. À, confetti pepper cái này mấy bạn, phao giấy bé, ok. Nó cho mình 5 cái nha mấy bạn. Sử dụng hợp lý rồi, ok. Mình dùng một cái rồi đó. Sao nó chết rồi? Ở đâu còn sống kìa, tưởng con bọ nó chết rồi thì buồn lắm. Mình xịt cho đầy phòng cho đẹp nha mấy bạn. Là mình nhớ đến giấc mơ hồi bé, ok. Hồi bé mình mua được gọi là 2000 kim tuyến là mình rải đầy nhà luôn. Sau đó
ba mẹ xách đầu mình ra đập. Bây giờ mình đã lớn rồi friend, và mình làm chuyện này trong game giống người ngoài đời, cho nên chắc chắn không ai đập mình hết. Hết game. Rồi đó, mình xịt hết 5 cái pháo, pháo bông, pháo biếc gì rồi đó. Tự nhiên thấy cái nhà tù này cũng đẹp phết đấy nhá. Thấy có một chút gì đó hơi hám lễ hội ở đây mấy bạn. Giờ cho mình một cái bóng disco đây này, ok. Với lại một cái gì đó bật được nhạc được, không quan trọng. Một cái radio cũng được, nếu mà điện thoại di động thì càng tốt. Để cái góc này bật nhạc, xong rồi nhún rồi nhảy mấy bạn, bật đèn quay lắc. Kiểu gì đây nữa. Hả? Đây là bác sĩ đồng tiền đây, hả? Phản bếp. Một cỗ máy gì đó mà có thể gọi là gây giải trí di động, có bao gồm cả trò chơi, rất nhiều cái thứ vui đùa trong này. What the fuck? Gì đấy? Ok, mình vừa xin gọi là cái đồ để chơi game, với là đồ này nó cho luôn cái bếp đen. Không phải máy chơi nhạc, nhưng máy chơi game. Gì đấy? Aha, nice. Đi tù còn gì sướng hơn. Ở tù mà ở này thì mình cũng đi mấy friend ạ. Được cho chơi kim tuyến. Sao dừng trời tối thui vậy? Sao vậy? What happened? Sao tự dừng trời tối thế? Người bạn thân mến của tôi đã bắt đầu cuộc hành trình vào ở phía xa miền đông, và cũng chưa có một cái mục tiêu rõ ràng nào trong tâm trí của mình. Trên con đường, tôi gặp một người phụ nữ rất tốt bụng, đã cho tôi gọi là một cái hướng đi gần một cái bờ hồ. Bạn biết đấy, bạn biết tôi thích gọi là bơi lội như thế nào mà. À, cái hồ này thì rất là đẹp, nó rất là bình yên và tĩnh lặng. Bạn đã bao giờ gọi là quá cô độc đến mức bạn không thể nào thuyết phục bản thân mình rằng sự thật là người khác không còn tồn tại nữa không, Salvador? Wow, câu này deep phải kích. Bạn đã có bao giờ cô độc đến cái mức mà bạn không thể nào thuyết phục bản thân bạn được rằng là ngoài kia sự thật không còn ai là tồn tại nữa, my friend? Ô hề, nãy giờ có ai nói chuyện với mình đâu? Nãy giờ có thấy thằng tù, nãy giờ có thấy thằng cai tù rồi đến đây đâu? Lá thư nó cứ tự tuồn vào, my friend. Mình biết cốt truyện game rồi, mình xin phép spoil cho my friend luôn nè. Tại sao dùng được quyền spoil trong khi my friend thì không thể? Tại vì kênh của mình, my friend, quyền của mình. Mình làm độc tài ở đây. Mình spoil nha. Bức thư giả dối, my friend, bức thư không có thật. Con nhện này không có thật. Nhà tù này không có thật. Tất cả đều nằm trong trí tưởng tượng của nhân vật, my friend. Vậy thì cái gì là có thật? Người ta chết sạch rồi, my friend. My friend chết hết vì bệnh Covid rồi. Kênh stream này không có thật. Cái ly này không có thật. Máy tính thì Dũng đang có thật, Dũng đang chơi game thật. Nhưng Dũng không nói chuyện với những người có thật, my friend. Tất cả các bạn đi cái chat là Dũng đang tưởng tượng ra, ok. Dũng quá cô độc, Dũng đơn độc cũng quá lâu, cho nên là bây giờ Dũng đang tưởng tượng ra, my friend. Nhưng mà bây giờ Dũng đi ngủ đây, bye. Ngày thứ hai. Cái con nhện này. Lúc đầu còn thấy dễ thương, bây giờ thấy dễ ghét rồi đấy. Này giờ thấy hơi gớm gớm rồi đấy cho my friend. Dù gì nữa, friend, bạn của tôi có một món quà cho bạn. Một bức tranh mà luôn luôn làm cho tôi gợi nhớ đến một cái tinh thần của những người gọi là đi du hành, my friend, những người đi du lịch ấy. Tôi hy vọng rằng nó sẽ làm cho cái nhà tù của bạn trở nên sinh động hơn một tí à. So hả? Wait, what? So nào? Nhìn giống giao diện Windows ấy, my friend, giống cái màn hình chờ Windows ấy. Nữa. Ê anh bạn, hôm nay anh bạn thế nào rồi? Nếu như anh bạn cảm thấy hôm nay không được vui cho lắm, có thể một bài hát sẽ làm cho anh bạn cảm thấy khá hơn thì sao? La la la, vui vui, la la la, vui vui, la la la, sống đi, la la la. Hello? Nãy giờ có mấy người đến đây gửi thư cho mình rồi? Điểm sơ sơ là 2 người đây phải. Ha ha ha. Như thế không vui một chút nào phải không nào? Tôi hy vọng rằng bạn có thể giữ được cái bài hát này trong trái tim bạn mãi mãi là như vậy. Bởi vì bạn là một người thông minh, tốt bụng và bạn quan trọng. Này giờ có 3 người gửi thư cho mình rồi. Một thằng bạn gọi là vui vẻ của mình, my friend, chuyên gửi mấy bức thư gọi là có hoa hòe các kiểu, với lại cho mình cái phun phun mà đầy sắc cầu vồng trên nền nhà. Một thằng bạn là một thằng bạn, nói chung là gửi một lá thư theo kiểu cổ đại, my friend, năm 1800 bao nhiêu đó 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 đó. Thích đi lung ta lung tung, với lại dày vò tinh thần của mình bằng cái ảo tưởng của sự tự do, với lại những vùng đất gọi là chưa được khám phá.
Còn đây là người thứ ba gửi thư cho mình là ông bác sĩ gì đây vậy? Hay là người nhân viên của nhà tù này ok? Chào ngày mới, ngài Smiley. Vậy bắt tên mình á hả? Bạn biết, chắc vậy. Vậy là mình tên Smiley nha mấy friend. Ngài mỉm cười hả? Chúng tôi nhận ra rằng bạn đã không gặp được cái... Bạn đã không đạt được cái giới hạn hạnh phúc của bạn. Ok? Bạn phải nhớ rằng bạn chỉ có thể gọi là nhìn... Bạn chỉ có thể gặp được con gái của bạn một lần nữa nếu như bạn giảm được cái chỉ số gọi là tự sát trong cái nhà tù là sao? What the fuck? Bạn chỉ có thể gặp lại con gái của mình một lần nữa nếu như bạn có thể làm giảm thiểu cái tỷ lệ tự sát trong nhà tù á. Ủa chứ sao mà mình làm được cái điều đó? Anh đã nhốt mình trong này biết mình đâu có phải là cai ngục đâu mà là giảm thiểu được. What the hell? Gửi một người không xác định. Chúng tôi có thể gọi là tình cờ, vô tình mấy friend. Oh shit. Vậy là mình không phải là Smiley là cai ngục. Cái đạo phộng. Gửi một người không xác định chính là mình nè. Chúng tôi có vẻ như là vô tình gửi nhầm cho anh một lá thư. Đáng lý là việc gửi về cho ngài Smiley cơ. À, chúng tôi muốn anh biết rằng cái sai lầm vừa rồi đã được sửa chữa. Và người bạn vui vẻ của anh thì không... Mày bắt. Người bạn vui vẻ của anh thực sự thích anh chứ lộn. Và đó là người bạn thân của anh. Đơn giản bởi vì anh thật là thân thiện. Đánh lạc hướng mấy friend. Bọn này cố tình chuyển đề tài. Một nửa nội dung phía dưới kiểu như là gây hỏa mù cho mình quên mất lại cái nội dung phía trên mấy friend. Rằng là Smiley là ai? Là thằng cai ngục. Thằng cai ngục đang cố gắng phải làm sao để kiểu giống như là phải giảm thiểu tỷ lệ. À, vậy là mình hiểu rồi. Cuối game này mình sẽ tự sát mấy friend. Để làm gì? Mấy friend không cần biết. Kiểu như là bây giờ mình chống đối chính quyền được không? Họ nhốt mình trong này thì mắc mớ như mình phải nghe lời họ. Mục tiêu của họ muốn bây giờ là sao? Là những người tù nhân phải còn sống, my friend, để tìm được một cái loại gì đó để chữa bệnh cho loài người hay là thế nào đó. Nói chung 98% người ta chết hết rồi còn 2% chứ mấy. Đồng nghĩa với việc giờ làm sao mà chết đây? Đút tay vào dây điện. Đút tay vào dây điện gấp. Gì nữa? Cười gì cười lắm vậy? Giờ đây cậu thế nào rồi? Cười vài ba câu thì nghe còn được, cười nhiều quá nó bắt đầu thấy nó gượng, mấy friend hiểu không? Mình chỉ đọc đến cái câu cười kiểu như đến dòng thứ hai đã bắt đầu thấy hụt hơi trong phổi đó. Đọc đến dòng thứ ba không biết là cái chữ a lấy từ đâu, đọc đến dòng thứ tư thì chắc không phải là người cười nữa. Phổi của mấy bạn không đủ dung tích để ha ha hoặc đống như vậy, để mình thử cho nha. Được 6 chữ ha thôi mấy bạn. Tôi cảm thấy thật là tuyệt vời. Cậu là người bạn thân nhất của tôi, người bạn vui vẻ nhất của tôi trong cả cái thế giới này. Rồi, lại đến thằng bạn du hành. Friend, bạn của tôi. Nếu như cái sự tính toán của tôi là chính xác thì lá thư này sẽ đến chỗ bạn ngay cái thời điểm trời tối, my friend. Tôi hy vọng rằng cái giường của nhà tù thì thật là thoải mái. Chúc bạn ngủ ngon. Chúc bạn buổi tối ngủ ngon gì đó. Salvador, my friend. Tính sai rồi anh bạn. Bây giờ đâu phải buổi tối đâu. Bây giờ là 11 giờ trưa mà. Dậy và tỏa sáng đi. Anh bạn ngủ ngay. Tôi hy vọng anh bạn đã có một giấc ngủ thật là tuyệt vời. Chắc chắn là như vậy. Hooray! Thôi để mình chơi game này, đọc thư bọn này mình trầm cảm quá. Hết mấy cái kim tuyến rồi. Hết mấy cái pháo gì đó rồi. Chơi game này nha mấy friend. Ghê chưa? Gãy hơi sớm. Hello? Đứa nó đưa cho mình cái máy chơi game ở đây. Nice. Ba đồ yêu. Này khắc đấy thì Bizan cười mấy fan chạy trong rừng nhà team địch đâu. Sau đó rồi bị cua vào bùa xanh của nó mấy fan. Sau đó quẹo ra giữa mid, sau đó đâm đầu vào trụ. Bị gian mình còn bé lái được cái ba cái đồ yêu này là cái gì? Ok.
Gơ gơ. Nếu bạn nào đang ngồi trên kênh chat và kiểu như giống nói là sao dùng gà thế thì mấy fan phải tự vào đây mấy fan lái mấy fan biết được. Không dễ như mấy fan tưởng đâu. Thôi bỏ đi không chơi nữa. Không chơi được stress các mấy fan tỷ lệ stress lên cao rồi, mình chuẩn bị từ từ rồi. Thằng cai ngục làm sao làm đi. Đưa cho mình cái cheat engine nhưng không mình xóa game. À lộn, mình treo cổ trong đây. Cái gì đây? Để ăn mừng cái việc gọi là bạn đã thức dậy gọi là một cách thường xuyên mấy fan, tôi đã gửi cho bạn một cái trò chơi thứ hai. Wow, nice. Đâu? Trò chơi thứ hai đâu? À, cái gì đó? Damn, that's so fine. Wait, what? Better Connecta với lại Ayanami với lại Unfell, cái vụ gì đấy? Oh my god. Mấy con nghiện TikTok này bị làm sao vậy? Holy shit. Từ từ, thằng kia nó mới gửi cho mình một trò chơi thứ hai kìa. Nằm ở đâu? La la. À đây nè. Trò chơi mấy fan nói nè, fire này phải không? Fear of fire nè. À, ôi, game này dễ hơn game kia mấy fan. Game này AFK cũng thắng được. Ok. Game này thì dễ quá. Này thì ra là mấy fan bảo mình chơi game này hả? Này giờ mình bảo tưởng mấy fan coi TikTok nhiều quá, mấy fan bảo cái gì mà fai vậy đó. Fi fai mình hiểu. Cái gì mà oh look at you vậy đấy. Ơ, để mình tập trung chơi game coi, ngồi đọc chat mấy fan. Ủa mà tại sao con nhện nó lại đứng ở đó? Ý là tình cờ đến cái mức gọi là đúng là con nhện là cái con bạn cùng phòng của mình mấy em. Mình bảo game này áp cao không thắng mà mấy em không tin mình. Game con Yun nó khó chơi thôi. Sao cái đồng hồ nó cứ kêu mấy vậy? Ờ, chết cha rồi. Mình vừa chơi vừa nhìn đồng hồ thử, xem đồng hồ nó có thật sự quay như đúng rồi không? What the hell? Xin lỗi. Này giờ cầm lộn chuột. Ý là mình cầm lộn chuột máy bên kia, này giờ bấm màn hình bên kia. Màn hình bên kia nó nhảy loạn lên hết. Oh shit, bắt đầu thấy hơi căng rồi nha. Thôi nghiêm túc nè. À. Ờ? Bí quyết này là gì mấy em biết đâu? Là vào góc mà đứng ok. Góc nào về dũng? Ờ? Đó, qua màn rồi đó. Góc này nè. Góc này là góc an toàn nhất. Không phải. Bây giờ góc này là góc an toàn. Không phải. Bây giờ góc đó là góc. Không phải góc đó thì là góc này. Cũng vậy. Màn 12 này ghê chưa. Màn 13 rồi. Dùng đỉnh vãi. Cả bên mới vẻ là không khen. Dùng mới tự khen dùng. Màn 14 rồi, ghê chưa? Phá đảo game này luôn mấy fan, đứa nào vừa bắn tôi đấy. Màn 15 rồi, ok. Ở tù này vui phết chứ mấy fan. Ai bảo ở tù thì tôi buồn chán. Đứa nào cứ bắn đây. Coi cho ta đấm mà. Nice. Màn 16 mấy fan, ghê chưa? Ghê chưa? Nha.
Game for Kids. À, trời tối rồi kìa. Mấy giờ mà trời tối rồi? 6 giờ tối rồi my friend. Không biết đồng hồ nó có cái tác dụng gì trong game này không, nhưng mà sao nó cứ quay quay rồi bắt đầu trời tối tối sáng sáng thế này. Rồi xong. Hello. Mà này sao chơi? Đang chơi game à? Ngủ gì mày friend? Đã là game thủ thì phải chơi game xuyên đêm. God damn it. Không cho chơi game rồi mày friend ạ. Tối rồi bây giờ phải đi ngủ đó mấy bạn ạ, không có làm được gì hết á. Ngày thứ ba. Yếu tố thời gian trong game này có tác dụng gì? Chúa mới biết được. Để mình chơi nốt cái này rồi ấy nha mấy bạn anh. Để phá đảo cái con game Fear on Fire cái này. Fear on Fire nhé. Wow. Cảm giác giống như ngoài đời vậy. Qua một ngày mới mấy bạn anh, lại được mở con game yêu thích của mình ra và phá đảo nó mấy bạn anh. Đời không gì tuyệt vời bằng hết. Mỗi tội là không biết là hết ngày hôm nay có phá đảo được con game này hay không. Hello. Chứ yeah. Where to run? Cơ hội. Yes. Còn đúng một giây nữa. Easy. Congratulations. Cuối cùng bạn đã phá đảo được trò chơi này. Bạn đã được nhận một cái huy hiệu gì đó. Wait what? Huy hiệu ngoài đời luôn đó hả? Ôi vài cướt. Ghê chưa? Sợ Dũng chưa? Dũng đọc thư phát tí cho tiếp. Friend, bạn của tôi quyết định bây giờ tôi sẽ đi về hướng Bắc. Thì cái điều này thì bạn biết đấy. Đó là cái hướng đi yêu thích nhất của tôi hả? Trên đường đi, tôi đi ngang qua một cái dòng sông khá là thú vị. Có một cái bảng gọi là bên cạnh cái dòng sông nói rằng dòng nước đã thay đổi. Cái hướng nước bây giờ thì nó chạy vòng quanh ở cái thời điểm này trong năm. Quá. Thật là tuyệt vời. Phải không nào bạn của tôi? Tôi phải ở đây và để chứng kiến cái sự thay đổi này xảy ra. Sự tò mò của tôi thì nó quá lớn để có thể gọi là kháng cự lại cái sự cám dỗ này. Và cũng giống như là tôi tận hưởng cái phong cảnh ở đây, ở cái địa điểm mới này để khám phá. Đôi lúc cuộc sống tôi cần phải trân trọng nó, những cái thứ nhỏ bé này. Sao my friend? Wow, thằng này viết thư deep vậy kích. Thằng sao Salamon gì này. Tôi có là bốn món quà cho bạn đây nè. Tôi sẽ cho bạn một cái poster để cho bạn nhớ rằng là chúng ta phải luôn luôn mỉm cười trên gương mặt của mình, ok? Ok. Ủa, thư của con lợn ở đây. Sao lại hoa hoè này? Ngày mới tốt lành. Tôi nghĩ rằng anh không biết tôi, nhưng từ những gì mà tôi nghe được, có vẻ như anh và tôi, hai chúng ta là những người cuối cùng trong cái thị trấn này mà vẫn chưa bị nhiễm cái con virus. Gái gửi. Gái nó muốn sinh sản với Dũng Meren, tiếp tục duy trì nòi giống, ok? Muốn cho loài người không bị tuyệt chủng. Gái này chưa dính virus, ok? Lại vẫn là gái này gửi. Tôi chính là người chủ nhân của cái cửa hàng gọi là bánh mì hay là bánh ngọt gì đó. Không xa cái nơi mà anh đang ở tù đâu. Quậy quát, con này biết mình ở tù luôn à? À, nhưng cũng vì là tôi không muốn bị nhiễm virus cho nên rằng tôi không thể bán bánh của mình nữa. Ngoại trừ anh, tôi sẽ sẵn sàng hay là tôi sẽ rất là biết ơn, trân trọng nếu như anh có thể đến thăm tôi một lúc nào đó và chúng ta có thể ngồi lại uống một tách nước trà. Cảm ơn, nhắc đến nước trà mình mới nhớ mấy bạn. Sướng nhất Dũng rồi, chứ lại trả. Mấy bạn làm gì được gái gửi thư như vậy? Lại còn gửi bằng cái thiệp hồng gọi là hoa hòe như thế này mấy bạn. Lại là gái gửi. Nhân tiện đây, tên tôi là Charlotte. Rất vui được gặp anh. Charlotte, ok. Tên này nghe ám ảnh quá mấy bạn. Tại vì trên kênh chat của mình hình như cũng có một bạn tên là Charlotte đấy vậy. À, lại là anh bạn du mục của tôi. Người bạn đồng hành thân mến của tôi.
dòng sông đã thay đổi cái hướng của mình. Và đó là một điều khá thú vị để được chứng kiến. Đó chính xác là những gì tôi yêu về cái cuộc gọi là du hành của mình. Bạn sẽ luôn luôn nhìn thấy những thứ mới lạ và những thứ gọi là tuyệt vời. Salvador. Chàng Lotte nói: Em thật sự xin lỗi nếu như bức thư này đến anh trong lúc... Quỷ quát. Trong lúc bức thư của em vừa đến tay anh, sự thật là em chưa bao giờ có được liên lạc với con người gần đây. Làm ơn tha thứ cho em nếu như em làm anh cảm thấy khó chịu. Charlotte bảo là Charlotte gửi thư cho mình nhiều quá. Nếu biết vậy thì đừng có gửi. Jeez. Hello hello hello. Hy vọng rằng bạn tận hưởng hai trò chơi mà tôi được gửi cho bạn. Hai trò chơi đã tốn tiền lắm đấy, bạn biết không? Biết. Làm ơn đừng buồn. Mình có linh cảm là cái thằng mà gửi thư ha ha vui vẻ là thằng cai ngục này. Đó là mình linh cảm thôi nhé. Oh my god. Tôi biết rằng là rất khó khi mà bạn ở một mình như vậy, trong một cái nhà tù như vậy. Nhưng mà bạn phải tiếp tục vui vẻ cái chưa. Bắt đầu cái level stress của mình bắt đầu lên hơi cao rồi đấy. Tại sao mấy mày biết không? Tại vì có một cô gái Charlotte nào đó kêu Dũng xuống cái quán bánh của cô để ăn bánh với lại uống nước trà. Nhưng mà Dũng không ra khỏi cái nhà tù này được. God damn it. Dũng stress là như vậy thôi. Chứ còn bọn vừa rồi thì bọn mình quan tâm. Cái con nhện mà đang bò liên tục trong phòng của mình ấy. Rồi đâu rồi? What the hell? À đây nè. Mình quan tâm với nó mày phải lên. Cái chuyện mà có một thằng nào tâm thần cứ cười ha 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 gửi thư cho mình, bắt mình phải cười lên vui lên với lại gửi cho mình mấy tấm hình creepy này, mình cũng có sợ mấy bạn, chơi game cái gì nhiều rồi. Và cuối cùng là anh bạn du mục kể cho mình nghe những câu chuyện đó, mình cũng không có ghen tị vậy, tại vì mình đã đi nhiều rồi, với lại trí tưởng tượng của mình cũng đủ để ấy ra rồi. Chỉ có là cái con dù gì đấy, làm ơn. What? Chúng tôi đã nhận ra rằng người bạn vui vẻ của anh giờ này có những cái biểu hiện, có những cái triệu chứng gọi là hơi bị kích thích và hạnh phúc thái quá vậy đó. Nếu như anh muốn anh bạn vui vẻ của anh được thay thế, làm anh chỉ cần gửi cho chúng tôi một bức thư và chúng tôi sẽ đuổi anh bạn đó đi. Ê hey, hello. Hello hello. Nghe nói rằng là có một vài người báo cáo rằng là cái anh bạn vui vẻ của họ đến bác sĩ của Bunny rồi. Bác sĩ Bunny là bác sĩ tên riêng của ông friend. À, có biết chuyện gì xảy ra với họ đúng không? Có biết không? Biết không? À, cậu làm sao biết được đúng không? À. Tôi xin lỗi, nếu như dạo này tôi không gửi cho cậu thêm một cái trò chơi nào nữa, tại vì dạo này tôi không có tiền. Tạm thời là vậy. À, vậy là bây giờ thằng gửi ghép cho mình là thằng này luôn à? Tôi xin lỗi hả? Sao tự nhiên thấy tội nghiệp này quá ta? Rất rất là xin lỗi luôn. Thôi được rồi, xin lỗi một lần thôi, nghe còn được xin lỗi nhiều lần đấy, sao sao mấy bạn. Ok, quay trở lại anh bạn du mục friend. Hy vọng rằng người bạn sâu bọ mà tôi gửi cho anh, nói chung là vẫn giúp cho anh bớt cô đơn hơn. Bây giờ mình biết luôn đấy. Bây giờ mình không quan tâm đến con nhện nó bò đi đâu hay nó tên là gì, nó làm gì. Oh shit, vừa nói xong mấy bạn. Anh đã đặt tên cho nó chưa? Anh nên đặt tên cho nó đi. Mình vừa nói là mình biết nó tên gì, nó bảo đặt tên. Bạn có nhớ gọi là cái khoảng thời gian mà chúng ta từng ngồi bên cái gọi là ngọn lửa hồng. What the hell? Khắc ra từng gọi là cái quân cờ từ những cái khúc gỗ đã từ rất lâu rồi. Ủa thằng này bạn mình thật đấy mấy friend. Nó có ký ức của mình với lại cái gì đó ngày xưa giờ. Nhện đó rồi, mình sẽ đặt tên cho nhện là Spider Bug mấy friend. Chứ không phải Spider-Man được. Kỹ năng khắc gỗ của tôi bây giờ nói chung là càng ngày càng tệ, nhưng tôi vẫn đang cố gắng để làm cho bạn một cái thứ gì đó để cho bạn cảm thấy bớt cô đơn hơn. Nó là cái chân bàn mà tôi đang làm cho bạn đấy. Bạn biết rằng là nó không phải là một cái thứ gì đó gọi là cực kỳ là sắc sảo, nhưng tôi hy vọng bạn vẫn thích nó my friend. Salvador, ok. Oh my god. Thật là một ngày tuyệt vời phải không? Hy vọng anh có một buổi tối thật là tuyệt vời. Charlotte my friend. Ok. Sáng sớm, tôi có một cái thông tin rất là thú vị cho cậu. Đó là tôi có một trò chơi mới cho cậu rồi. Với những cái số tiền cuối cùng còn lại trong túi của tôi. Và trò chơi này sẽ thực sự rất là tuyệt vời. Chơi vui vẻ nha. Hả?
Flappy Bird phiên bản tù tội mấy friend. Oh my god. Cuối cùng thằng này muốn làm mình vui hay là muốn mình bị trầm cảm để chết? Sao nó không để dùng tiền làm việc khác có ích hơn mày friend? Nó dùng tiền gửi như mình mấy cái này, hai đứa đều đâu có vui. State level tăng cao mày friend. Muốn bỏ game quá mày friend. Thôi ra chơi game con rắn đi mấy friend. Game này không vui. Nên nhớ rằng dùng chơi game nhập vai lắm, ok. Muốn đập đồng hồ vài kích. Đây mà là trong game mình ra mình cầm đồng hồ mình dọc xuống đất mình đập, mình bể, mình moi pin nó ra, sau đó mình nuốt viên pin vào, sau đó lăn ra đây chết. Đọc thử đây, trầm cảm quá, stress quá. Đừng lo về cái số gọi là tiền mà tôi đã sử dụng cho cậu, ok. Tôi ổn. Thằng này hình như hết tiền rồi mấy friend này. Mà thằng này là ai? Mình biết người bạn vui vẻ nào đó của mình mấy friend. Tại sao thằng này phải cố gắng làm cho mình vui? Mình không biết. Mày what? Để giờ mình chặt mic xa có mấy friend nghe mình nói vậy. Alo. Gì đây? Bạn phải tiếp tục gọi là trở nên vui vẻ cho tôi, ok? Bởi vì vui vẻ chính là cái gì rất là thần thánh mấy friend. Vậy vậy luôn luôn vui vẻ, tại vì họ luôn luôn theo dõi. Thế giới đã trở thành một nơi thật yên lặng. Có quá nhiều người đã chết rồi. Em là chứng kiến họ gọi là cận kề cái chết ngay trên cửa sổ bánh mì của em. Bác sĩ Manny đã bắt đầu gọi là bán một cái loại thuốc giải độc, nhưng em không tin bác sĩ Manny. Em sẽ không rời cửa hàng của mình đâu. Mình sao? Mặc dù cái sự cô đơn làm em rất là đau đớn, em vẫn ở đây. Ok, quay trở lại anh bạn Yumu của mình. Dạo này cậu thế nào rồi? Tôi giờ này đang bận gọi là điêu khắc cái chân bàn thứ hai à. Có thể gọi là cậu bây giờ có thể đặt một cái bàn thực sự lên những cái chân này rồi đấy. Tôi cũng đang bắt đầu cảm thấy gọi là hơi bị thế nào nhỉ, homesick là hơi ốm hả, ốm ở nhà hay sao đó. Có thể là đến lúc tôi kết thúc cái cuộc hành trình của mình rồi sao. Salvador, ngày thứ tư hả? Đó là cha Lotte không, mình phải lồng tiếng giọng gái như vậy không mấy fan không phân biệt được. Sao nay trời lạ vậy, mưa à? Sao tối thui vậy? I don't know. Wow, đã có một vụ tai nạn my friend. Đã có một vài người trở nên tức giận bởi vì trò chơi mà tôi gửi cho các bạn nói chung hơi bị khó. Và bác sĩ Manny, vì cái thiết bị đó, những cái thiết bị chơi game này là của bác sĩ Manny đó, ok. Là bên hãy nhớ rằng nó không phải là những cái trò chơi đó, mà quan trọng là hạnh phúc. Đâu rồi? Kuro đâu rồi? Hello Manate. Kuro với lại Ayanami đâu rồi? Các bạn mà chơi game liên quân thua không ngủ được đâu rồi? Ngay cả anh bạn Happy của mấy fan này đấy à, anh bạn tù ngục này cũng nói này,
không phải là game quan trọng, my friend. Quan trọng là khi mà my friend chơi xong, my friend vui là được, thắng thua không quan trọng, chỉ cần bạn có mặt, my friend. Mặc dù câu này dịch ra không phải là như vậy, nhưng mà ý nghĩa nó tựa tựa như vậy, hiểu không? Dũng nói, à lộn, người ta nói có sai đâu. Charlotte lại nói, em hy vọng rằng cái poster ở trên gác mái của em, à lộn nhầm, em tìm thấy một cái poster trên gác mái của em. Em nghĩ rằng nó sẽ làm cho anh vui lên. Và một lần nữa, nó rất là vui. Hy vọng anh sẽ muốn nó. Ôi vãi cướp. Charlotte gửi hình cho mình nha mấy friend. Trong cái tủ. Ủa cái cục kích gì đây? Hai cái chân bàn đâu ra vậy? Chắc mình chơi game cho đời stress các mấy friend ơi. Bây giờ nhìn đâu mình thấy stress hết. Ngay từ đầu cái chỗ này, ngay từ đầu cái nhà tù này đâu có như thế này. Càng đọc thư với càng nhận đồ của mấy con lợn, bắt đầu mình cảm thấy nhà tù này ho ra máu mất rồi. Gửi người không tên, gửi Dũng, nói vậy cho nhanh. Bác sĩ Money thì đang tạm thời đi nghỉ, tại vì đến lịch nghỉ của ông ấy rồi, ok. Và ông ấy muốn nói cho bạn biết một điều rằng everything is fine, tất cả mọi thứ đều ổn cả thôi. Anh có nhìn thấy thông điệp của bác sĩ Money chưa? Em rất là what? Càng ngày càng lo lắng, bởi vì ông ấy đang gọi là làm ngơ người khác. Sự chịu đựng của họ, thuốc giải ông ấy nói về thì bán với một cái giá rất là đắt. Ông ấy chắc chắn không phải là người tốt. À, friend bạn của tôi, cái chân bản thứ 3 thì đã hoàn thành xong rồi. Hurra! Và tôi cũng đã bắt đầu gọi là cuộc hành trình mới của mình. Một cuộc hành trình dài xa khỏi cái thị trấn của tôi. Tôi sẽ nói rằng tôi sẽ về vào sáng ngày mai và hy vọng sẽ được nhìn thấy những gương mặt thân quen. So my friend. Khúc này mình hiểu lắm nè. Chính cái con nó nói ok. Cái con Charlotte bán bánh mì á, rồi bác sĩ Money chữa bệnh tâm thần ấy, với lại người bạn Happy đang dành hết đồng tiền của mình để gửi cho mình mấy con game cực kỳ khó my friend. Cả ba người họ đều nói là dân số thế giới bây giờ tuyệt chủng hết rồi mà ta. 2% người ta còn sống thôi. Tại sao cái thằng du mục này vẫn đi khắp nơi được mà vẫn nhìn thấy những gương mặt thân quen được là sao? Hôm nay thằng này gửi thư cho mình từ quá khứ về đấy. Từ cái khúc mà kiểu như là người ta chưa bị bệnh dịch. Thư thằng này viết cũng dựa trên cái tờ giấy nó rất là cũ rồi ok. Cho nên là mình không biết là thư này đã bị delay hay sao. Có thể gửi thư này gửi mấy năm rồi bây giờ mới đến hay sao ấy. Không biết nữa. Đó là mình đoán. Không phải. Không thể nào. Thư này mới gửi thôi. Tại vì sao? Tại vì mỗi lần nó gửi thư cho mình là đều có một cái chân bàn được đặt đến. Cho nên là không phải từ người từ quá khứ đâu. Người của hiện tại đấy. Mình chỉ đang suy diễn để mấy bạn ok. Thực ra 2% dân số thế giới thì cũng đâu phải là còn có 2 người đâu. Nhiều chứ đúng không? Dân số bây giờ bao nhiêu? 8 tỷ người đúng không? Nhân cho 2% là bao nhiêu? Tự nhiên thì mình không biết tính đâu. Mà nói chung là còn đông. Bác sĩ nói rằng bác sĩ đã hạ giá những viên thuốc giải độc rồi. Tuy nhiên có vẻ như nó gây ra gọi là nội tạng bị hủy hoại đấy. Người ta nói rằng người ta không chết từ con virus nữa thì người ta cũng chết bởi vì viên thuốc của bác sĩ doctor. À lợn. Doctor Penny, em sợ lắm. Chờ nó tè nhắn tin ra. Hầu hết những cái bánh của em càng ngày càng hư rồi. Em hy vọng rằng mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi. Em không biết là bao lâu em có thể sống cô đơn như thế này. Em ước rằng có một ngày em được đến thăm anh. Holy. Dịch cái giọng này đau họng lắm. Em hy vọng rằng những bức những bức thư này đến chỗ anh. Và em đoán rằng anh không thể phản hồi cho em được. Nhưng những lá thư này vẫn gửi đến đúng lúc đúng không? Em hy vọng vậy. Hy vọng rằng anh vẫn đang còn sống. Mình muốn chết lắm rồi ok. Từ cái lúc mình ở nhà tù này mấy friend, chưa có một ai mà làm mình muốn chết giống như tất cả những cái đứa gửi thư này cho mình ok. Không có một cái gì trong này đáng sống cả. Trừ cái Kim Tuyến này ra ok. Kim Tuyến này nhìn người là quá khứ tuổi thơ phết. Friend bạn của tôi. Cái gì đây? Có một cái vấn đề gì đó. Đây là cái chân bàn thứ tư của cậu. Tất cả các chân bàn thì đã làm xong. Và cái bộ phận cuối cùng sớm thôi sẽ được gửi đến cho bạn. Salvador, người thợ điêu khắc gỗ mấy phải đấy. Người thợ làm gỗ gì đó. The Master Wood gì đó. 4 chân bàn ok. Are you okay? Bạn ổn chứ? Có vẻ như càng ngày càng có nhiều người tù nhân trong này tự sát. Ok. Làm ơn đừng làm như vậy ok. Vì lợi ích của bạn và cũng là vì lợi ích của tôi.
không ai can được tôi đâu. Thấy chưa mấy friend? Bây giờ nói cái này ra nó hơi nhạy cảm, nhưng mà ý là trong game thôi kìa. Trong game thôi, tự sát bây giờ đang là trào lưu trong này kìa. Ok. Người bạn thân mến của tôi. Ủa sao nó gửi thư nhanh vậy? Nó mới gửi cho mình mà thằng điêu khắc gỗ này. Giấc ngủ đêm nay. À lộn nhầm. Hả? Good night present là cái gì? Món quà ngủ ngon hả? Món quà gửi ngủ ngon của tôi gửi cho bạn sẽ là cái mặt bàn trên bốn cái chân bàn. Và bây giờ bạn đã có thứ có thể đặt lên bàn và có thứ gì đó trang trí trong cái nhà tù của mình rồi. Hy vọng rằng là bạn có đầy đủ cái đồ gì đó hay là có thứ gì để đặt lên nó. Okay. Friend, bạn của tôi một lần nữa. Chuyến hành trình của tôi đã đi đến kết thúc. Giống như bạn đã biết, tôi không có gia đình và cũng không có nhà để về. Nhưng chuyện đó không quan trọng đối với tôi. Tôi chỉ đang tiếp tục nhìn về tương lai. Mùi hương của thị trấn gì đó. Phục kích gì vậy? Mọi người đâu hết rồi. Thế giờ này mình hỏi rồi mà. Thằng này đi du lịch kiểu gì mà nó không nhận ra lời à? Là dân số thế giới chết hết à? Where is everyone? Mọi người đâu cả rồi? Đoán xem. Morning. Chào buổi sáng. Tôi đã bán căn nhà của tôi và thức ăn của tôi. Hả? Và phổi của tôi. Ok. Nhưng bạn đừng lo. What the fuck? Xin lỗi. Từ trước giờ mình chỉ nghe đến vụ là bán thận thôi mấy fan ạ. Ý là cơ thể của mình nhé. Mỗi lần mấy fan mà muốn mua một con iPhone mới Pro Max gì là mấy fan tưởng tượng bán một cái thận để đi mua đúng không? Chưa bao giờ mình nghe đến một người bán đi một lá phổi để làm gì ấy mấy fan. Thằng này chắc cần tiền mua game cho mình làm gì thì mình biết chứ mà. Bán đi một lá phổi sống được không? Thở nửa hơi à? Trên cái chat confirm lại cho mình coi. Bây giờ ở trên thị trường chợ đen có ai mua nửa lá phổi không? Nếu mà giờ sử mấy fan bắt đi nửa lá phổi thì sẽ như thế nào ta? Ngực mấy fan có bị xẹp lại một bên không? Thì không có rồi, sừng sườn nó đỡ cho mấy fan nhé. Ngực mấy fan chắc trong vẫn bình thường đúng không? Khả năng hít thở thì chắc chắn là bị giảm đi một nửa rồi đó. Mà thực sự có ai mua một nửa lá phổi không? Chắc mấy đứa hút thuốc hay mua mấy fan. Mấy đứa ung thư phổi nó mua biết nào. Phổi có thay được không? Mình chưa biết. Chưa có rành về y học cho lắm. Thận thì nghe nói thay được, chứ còn phổi thì không biết ghét kiểu gì. Sống kiểu gì, ai biết. Xem, nếu mà nó còn sống thì sẽ còn gửi thư cho mình, mà nếu nó chết rồi thì thôi. Vãi cướp. Mình đâu có cần đâu. Tôi đã dùng số tiền mà bán những cái thứ đó để mua cho cậu một trò chơi mới đấy. Yeah. Vui lên nha, hạnh phúc lên nha. Wait, what? Trượt mấy cái đích rồi. Vệ vui là mình vui là được. Thằng này gửi cho mình mấy con game bị lỗi nên mình thích lắm mấy friend. Gì chứ Dũng chỉ toàn chơi game bị bug thôi. Game bình thường Dũng chơi mấy friend. Game mà phải có cheat kìa. Game mà không cheat được là Dũng thấy không vui rồi. Được. Bây giờ Dũng sẽ chơi mấy game để stress kia rồi bắt đầu. Khi nào stress quá thì mình lại chuyển qua chơi game lại. Game kia lại ok.
Giờ này chạy bằng ấy thì cũng chạy. Game này chơi bằng game này mà chơi được bằng cái tay cầm á thì nó dễ, chứ còn game này chơi bằng cái này thì 3.7 cứt. Lại Chúa con thể đạo Phật. Giết tôi đi. Âm thanh đồng hồ stress các bạn friend ơi. Xin lỗi, Dũng sẽ cư xử cho nó đúng mực hơn, my friend. Hết cái tiếng âm thanh đồng hồ lại còn đến cái tiếng. Có thằng nào ngoài kia cầm cái thùng phi gõ con keng keng các my friend. Trời tối rồi kìa. No. Đừng có tối, từ từ. Trước khi trời tối mình phải qua được màn này, ok? Mình đang học cách điều khiển con rắn này thuần thục hơn. Nhưng mà nó chỉ là nói mồm thôi. Yes! Fuck yes! Gì trời? Ôi vài cửa. Ngày thứ năm, my friend. Sao trời tối thế? Dùng so fucking pronouns. Sau đó nó cua ngặt thế. Holy shit. Cua ngặt lắm. Không cua được. What the hell?
Thank you, enemy, my friend. Vì IPK, my friend. Game chưa over đâu. Over là over, tên là được. Được yêu. À, ui, nó cho đi chậm rỉ này thì được. Chứ còn tưởng nó đi cái tốc độ kia thì chịu. Tốc độ thì quá đơn giản, my friend. Tốc độ này còn nít chơi được. Thank you, Janami, my friend. Thank you, thank you. Hello? Không được rồi. Phải bẻ. Bẻ đâu có được. Ở đây được này, được này. Màn thứ 16 rồi, game friend. Dũng sắp được huy chương rồi. Holy shit. Sao tự nhiên nó mình bẻ lên kết. Oh my god. Nói chung á, nó không có điều khiển gì giống ven tường đâu. Nó ba chấm lắm. Nó giống như một chiếc à! Biết thế để về đích đang nói nốt cái câu đó, mày friend. Giống như một chiếc xe bị mất phanh nghe mấy friend này không? Nhìn thì có vẻ đơn giản đấy, chứ nó không đơn giản như ven đang nhìn đâu. Ghê ghê.
Nghiện là dở rồi. Dũng đang nghiện game hashtag 16 đến 20 rồi kìa. Còn 4 màn nữa chứ mày. Hello. Cứu giới. Sẽ được thôi, bác sĩ bảo sẽ được thôi. Oh my god. Thôi đây đọc thư đi, mệt quá, stress rồi. Stress level tăng cao my friend. Hả? Con đường này ngày xưa sinh động lắm, bây giờ chỉ là im lặng mà thôi. À. What? Em có một cái khí gió gì đó trong tầng hầm của mình, hy vọng đã đến lúc phá vỡ sự yên lặng. À, hình như là con cha lo tè đang nói về cái loa hay là cái kèn gì hồi nãy nó nói á. Bà nãy nhạc đi trước thư thì vậy. Người bạn lại gửi cho mình một bức thư mà ra. Cậu có biết gì đang xảy ra ngoài kia không? Một con virus hả? Hay là một cái gì đó? Organs là cái gì? Organs là nội tạng mà. Blood? Máu? Mistake were made. Sai lầm đã phải mắc phải. Tôi, bác sĩ Money, muốn gọi là đích thân xin lỗi cậu vì tất cả những cái sự bất tiện mà chúng tôi... What? Chúng tôi gọi là gây ra hay là chúng tôi làm tăng lên từ cái con virus của cái người tạo hóa của chúng ta hả? Làm ơn để chấp nhận một cái khung tranh này của bác sĩ Money với tư cách là một cái sự cảm thông gì đó, chia buồn gì đó. Bác sĩ Money my friend, cho nên là bác sĩ toàn làm các loại gửi những cái hình liên quan đến Money là tiền. Money survive, tiền sẽ sống sót. On hardship, tất cả sự công sức khó khăn my friend. Ok, ok. People are dying. Người ta đang chết ngoài kia kìa. Những cái nội tạng đã bắt đầu trở nên gọi là bị hư hỏng my friend, hư hỏng nội tạng. Không biết là bởi vì cái thuốc kháng sinh virus hay là sao nữa. Nhưng mà tất cả mọi người đều bị lây nhiễm rồi. Tôi không biết là tôi có bị hay không nữa. Có vẻ như là có một cái chợ rất là lớn, bây giờ đang buôn bán nội tạng hả? Bác sĩ Money thì có một nguồn cung rất là lớn, và tất cả mọi người đang chạy đến cửa hàng và tiêu hết tất cả cái số tiền của họ. Mày bắt organs đây chưa chắc phải là nội tạng đâu, cho mấy friend để dùng dịch tập bậy đấy. Phải biết organs đây phải là nội tạng không biết. Có thể organs đây là thuốc nên dùng phải đi Google lại mấy friend, chứ không lại có đấm nhau trên kênh chat. Organs là nội tạng nhưng mà organs. Ông già hả? What the fuck? Organs. Sao lại bán ông già được? À, mình xin lỗi, mình đặt sai chữ R mấy friend. Nụ quá rồi. Nội tạng người ta chứ, mình biết mà, mình biết mà. Sao lại buôn bán nội tạng ta? Organs. Sao họ lại đi bán nội tạng nhỉ? Có một cái chợ. Có một cái chợ rất là lớn. Bây giờ là làm việc đến nội tạng hả? Buôn bán nội tạng chứ đúng không? Chị Osu cho đỡ stress. Dr. Money. Bác sĩ Money thì có một nguồn cung rất là lớn. Tất cả mọi người đang chạy đến cửa hàng và dùng hết tất cả số tiền của họ có. Nhưng mà những cái nội tạng này có vẻ giống như là không giống như mà những gì nó thấy, nó trông như vậy. Ai mà sử dụng nội tạng do bác sĩ Money cung cấp đều chết sau một vài giờ sau. Vậy tất cả nội tạng đó đến từ đâu? Tất cả những thứ đó là gì? Liệu mọi thứ có còn quan trọng nữa hay không? Bạn à, bạn có bị nhiễm chưa? Chắc chưa đâu. Charlotte là gửi thư cho mình, my friend. Thế giới bên ngoài như thế nào? Anh có nghe thấy gì qua khung cửa sổ? Anh có ở nơi cao không? Em đoán em không biết được. Nhưng anh hãy lắng nghe đi. Nghe cái cục mít gì? Có thấy gì đâu? Đứng đây thấy bầu trời chúng ta nhé.
anh có thể nghe thấy ở trên đó không? Em đã mở volume cực kỳ to. Không còn thời gian nào tốt hơn bằng một chút âm nhạc. Và em cảm thấy thật cô đơn. Tất nhiên em cũng có thể chơi nhạc một lần nữa, nhưng có đáng hay không? Tất cả mọi thứ không còn cảm giác ma thuật như ngày xưa nữa. Khoảnh khắc này ở giữa tất cả. Tất cả cái gì đó dùng việc được. Mọi thứ không thể tiếp tục nữa. Em không biết bao nhiêu người đã chết. Em sợ rằng em không dám nhìn. Em chỉ có thể nhìn những gì ngoài cửa sổ. Và em không thấy gì ngoài máu. Em nghĩ rằng em cũng nên đọc. Tất cả mọi người chết rồi. Thành phố cúp điện rồi. Cả thị trấn không còn điện nữa. Chỉ còn ánh sáng em thấy đến từ nhà tù. Một ngày nữa. Ngày mai vào buổi chiều. Cho đến lúc đó, anh phải đến đây. Em sẽ đợi anh. Nếu như anh không đến được, em sợ rằng thế giới này không còn chỗ cho em nữa. Wow, dù vậy. Ủa, hết game rồi à? Đang đọc thư của chatbot cái tự nhiên hết game rồi, my friend. Kêu chatbot đợi được không? Dùng năng bệnh chơi game, my friend. Ghê kìa. Nó cho mình chơi game kìa. Tại chatbot cả đấy. Tự nhiên đọc thư của chatbot làm cái đinh gì vậy? Em đang đợi anh đến đây. Cho đến lúc đó, đây là một cái bánh em làm cho anh nè. Ăn đi, my friend. Nhầm nhầm nhầm. Nhầm nhầm nhầm. Gì đấy? Nhầm 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 nhầm. Mưa rồi, nhà mình bắt đầu mưa to rồi. Em hy vọng anh thích cái bánh này. Cúp điện. Ok. Cậu có nghe thấy cái âm thanh tuyệt vời đó không? Tôi đã cố gắng gọi là đi theo cái tiếng âm thanh đó. Nhưng âm nhạc tắt mất rồi. Tôi thì mệt quá. Tôi sẽ ngủ ở một cái căn hộ trống rỗng nào gần đó. Chúa mới biết được là như thế có đủ hay không à? What? Tôi cần phải gặp lại cậu. Tôi cần phải gặp lại cậu. Bạn của tôi. Chắc chắn là cậu phải đang ở trong cái nhà tù đó đúng không? Đơn độc một mình. Ngày mai tôi sẽ đến thăm cậu. Nhưng đầu tiên hãy nghỉ ngơi đi bạn của tôi. Anh bạn, cậu đã chơi những trò chơi của tôi chưa? Cậu có vui không? Tôi rất vui, nhưng tôi cũng đang mệt rồi, cho nên là ngủ ngoan nhá, ngủ ngoan. Ngày mai sẽ là kết thúc hết. Chào buổi sáng. Mọi thứ ổn chứ? Tôi cũng quan tâm. I don't care mày chứ. Tôi không phải là bạn của cậu. Tôi chưa bao giờ là bạn của cậu. Bác sĩ Money lúc nào cũng tống tiền tôi hết. Ông ta đã bắt cóc con gái của tôi rồi. Ông ta nói với tôi rằng họ an toàn. Và ông ta bắt tôi là giữ cho cậu vui vẻ. Thì bạn, thì con gái của tôi và gia đình của tôi sẽ bàn ổn. Nhưng ông ta đã lừa tôi. Con gái của tôi đã chết rồi. Họ đã chết bởi con virus 2 ngày trước. Và tôi còn không có cơ hội để nói lời chào tạm biệt. Nhưng đối với cậu thì tôi sẽ. Cậu không thể mất được cái hy vọng. Bởi vì bây giờ tôi đã có hy vọng. Tôi có một trò chơi khác cho cậu đây. Tôi không có tiền cho những cái thứ đắt đỏ như vậy. Nhưng có một cái chợ bán nội tạng ngoài kia. Tôi đã bán một vài cái vòi của tôi ngày hôm qua rồi. Và hôm nay tôi sẽ kết thúc những gì tôi bắt đầu. Hả? Tôi đã ký kết rằng là bán hết tất cả nội tạng cho họ. Và họ sẽ đưa tiền cho tôi trước. Tôi sẽ không sinh tồn được. Tất nhiên là như vậy. Nhưng điều đó không quan trọng. Cậu là người duy nhất còn sống và khỏe mạnh. Làm ơn đừng đánh mất hy vọng. Tôi hy vọng cậu thích trò chơi này. Nếu chơi được. Hả? Tôi nghĩ rằng là nó cũng không vui cho lắm đâu. Thành thật mà nói là như vậy. Hy vọng rằng là mọi thứ sẽ tiếp tục như thế này my friend. Đừng có bỏ cuộc như tôi nghe chưa. Cậu không bao giờ biết được là cậu còn bao nhiêu thời gian đâu. Vĩnh biệt. Ok. Chúng tôi để ý rằng là
Người bạn buddy vui vẻ của cậu, người bạn vui vẻ của cậu đã ngừng nói chuyện với cậu. Và chúng tôi muốn nhắc cho cậu biết rằng là cậu được yêu thương và cậu phải tiếp tục hạnh phúc. Bởi vì cậu rất đáng từng xu một. Thị trấn này chết cả rồi, không còn cái sinh vật nào sống ở đây cả. Tôi đang đi qua những con đường này một cách đơn độc. Và tôi đang trên con đường của mình. Tôi nghĩ rằng tôi đang đến gần nhà tù của cậu. Tôi thực sự muốn gặp cậu được một lần nữa. Ở trong cái nhà tù đó, suốt khoảng thời gian này, cậu chắc vẫn còn sống chứ, phải không? Tôi viết bức thư này cho một người chết sao? Với cái suy nghĩ đó thôi để làm cho tôi cảm thấy thật là đáng sợ. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Chỉ là một con virus vớ vẩn, làm sao có thể giết được cậu được, đúng không nào? Nghe này. À lộn, đây là ông cai ngục. Nghe này, chúng ta đã nhận ra rằng cậu đã được gọi là liên lạc với một ai đó với một cái tinh thần của sự tự do. Chúng tôi muốn cậu từ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Và từ nay vứt hết tất cả lá thư của anh ta đi, ok? Cậu sẽ được chăm sóc ở đây, cậu sẽ được bảo vệ ở đây, tránh xa cái con virus và những cái sự kích hoạt của thế giới ngoài kia. Đừng quên rằng cậu là một tên tù nhân. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ gặp cậu ở trong nhà tù của cậu ở đây. Có thể là trong 2 tiếng nữa, tôi không thể đợi được. Và khi mà tôi ở đây rồi, tôi sẽ thả cậu ra khỏi nhà tù của mình. Người bạn của cậu, Salvador, hắn ta không được ở đây. Tôi không thể chấp nhận được cái cách mà hắn ta nói chuyện. Tôi không thể chấp nhận được cái cách mà hắn ta nói về sự tự do đối với cậu. Đây không phải là trò đùa đâu. Không được liên lạc với hắn ta nữa. Ngừng liên lạc với Salvador. Fred, bạn của tôi đã đến rồi đấy. Phòng của cậu là phòng nào vậy? Tất cả những lá thư này được gửi đi đâu vậy? Tôi có vẻ như là cũng không biết được tòa nhà hủy hoại. Tôi không thể vào được cái tòa nhà của cậu. Tất cả cánh cửa thì đều đã bị khóa hết mất rồi. Tôi đã đột nhập vào, nhưng thang máy thì không có đi lên đi xuống được. Và cũng không có cầu thang. Có vẻ như không có cách nào tôi đến được chỗ cậu. Vì chỗ cậu cao quá, nhưng sẽ có một cách nào đó. Trời đã tối rồi bạn của tôi à, có thể tôi không thể lên được đó, có thể cậu xuống đây được không? Cậu biết đấy, ngôi nhà cậu đang ở đây thì chưa bao giờ đáng lý là phải một cái nhà tù à. Không có một cái phòng nào ở phía tầng dưới hết, và không có một cái bàn vẽ nào hết. Quỷ quát, không có bất cứ một cái nhà tù nào hết là sao, nói cái gì ấy? Bác sĩ Bunny chắc chắn là đã cải tạo lại cái tòa nhà này để có thể nhốt cậu được ở trên đó. Nhưng tại sao ông ấy lại làm như vậy? Nhưng mà chuyện đó không quan trọng nữa. Cái điều quan trọng ở đây là gì? Đó là cái khóa của cái phòng của cậu thì đã được gọi là kiểm soát bởi một cái hộp điện nào đó. Có nghĩa rằng tôi có thể phá hủy được cái nhà tù, cái máy phát điện của nhà tù gì đó, và cậu sẽ được tự do ra khỏi đây, bạn của tôi à. Cha Lotte lại nhắn mẹ Red. Anh có đến không? Làm ơn, nói là anh đến đi. Em đơn độc lắm. Em xin lỗi, friend. Em xin lỗi. Tôi đã tìm được máy phát điện, bạn của tôi. Tôi chỉ cần phá hủy nó và cậu sẽ được tự do. Đến tìm tôi ở lối ra, bạn của tôi. Tôi rất muốn được bắt tay cậu một lần nữa. Bạn của cậu đã cố gắng phá hủy máy phát điện. Nó thực sự không có được đâu. What the hell? Tôi đã bắt được hắn ta, và hắn ta đã bị trích điện hay là cái gì đó. Bạn cậu chết rồi. Tất cả đều chết cả rồi. Và bây giờ, phòng của cậu có thể đã được mở ra. Nhưng cậu nghĩ rằng, rời khỏi đó cậu sẽ hoàn thành được cái điều gì? Thị trấn này chết cả rồi. Cậu và tôi là những người duy nhất ở đây còn sống. Máy phát điện dự phòng là cái gì đó, phát ra cái điện gì đó màu đỏ, và cửa bây giờ được mở khóa. Nhưng mà cậu hãy ở yên trong phòng của mình đi. Sớm thôi, tôi sẽ cử người đến sửa cái máy phát điện cho cậu. Chết cả rồi thì ai sửa máy phát điện à? Và cậu sẽ được chơi những trò chơi của cậu yêu thích trên cái máy gọi là máy chơi game cầm tay đó, mà không cần phải quan tâm về cái thế giới ngoài kia. Tôi sẽ nói cho cậu biết tại sao cậu lại ở đây. Cậu sẽ không bao giờ biết được nếu như cậu rời khỏi đây. Nếu cậu trong này, cậu sẽ được làm tất cả những gì cậu thích, với một điều kiện: không được mở cái cửa đó ra. Oh shit. Mở mấy bên. Bạn mình chết rồi, Charlotte chết rồi.
Happy cũng chết rồi. Chỉ còn 18 giây để quyết định là mình sẽ ở đây mãi mãi hay là mình sẽ ra ngoài kia và dính virus rồi chết mày Fred. Mày Fred chọn đi nhanh lên. Không có delay đến cái mức mày Fred không chọn được đâu. Nếu mày Fred không chọn, Dũng sẽ bị nhốt trong đây đấy. Tại vì Dũng chơi game cho số đông mà. Bùng chiêu, Dũng ra rồi kìa. Ở đây về nhà tù đâu? Đây giống một cái căn hộ bình thường thôi mà. Ông nhà qua ông làm cái cửa này từ cửa gỗ ra cửa sắt thôi chứ còn. What the hell? Thằng chó mất dạy. Ít nhất là phải làm cái phòng mình rộng rộng tí chứ. Mấy fan biết bữa giờ mình bị ở trong này mình đái ỉa chỗ nào? Mình toàn phải đái chỗ này ok. Rồi ỉa chỗ kia mấy fan tội lắm. Không cho được cái nhà vệ sinh nữa. Sau đó có men. Charlotte chết rồi. Bạn của Dũng cũng chết rồi. Anh bạn Happy cũng chết rồi. Còn gì nữa đâu. À hu hu. Cái gì đây? À, bữa nay nó nhốt mình trong thang máy à? Ok. Hello? Rồi sao nữa? À dạ, lỡ bấm nút F, xin lỗi. Nút F là nút full màn hình, my friend. Game bị bug rồi à? Con nhện còn sống kìa. Chơi game được nè mấy friend. Ui quá. Cục mít gì đấy? Giờ làm sao cái thang máy này hoạt động? Đừng bảo mình quay cái này từ level 2 đến level 20 nha, chết á. Mà đây có phải là game không? Được rồi nè. Nha. Ra rồi. Con nhện đâu rồi ta? Nhện ơi. Spider bug. Chết rồi my friend. Nhện bị sốc có chết rồi. Nhện sau khi biết tin được là Charlotte với lại người du hành với lại gì Happy chết rồi, bây giờ nhện cũng không muốn sống nữa. Thôi mình đi về đấy. Bye nha mấy friend. Bấm cách để rời khỏi ngôi nhà này hả? Ok. Freedom! Tự do mấy friend. Thằng hôm nay cao quá. Cửa hàng bánh của Charlotte này phải. Đúng như trang luôn. Charlotte Delicious Pantry. Đã đóng cửa. Ok. Lý do sao đóng?
tinh tinh. Gửi người bạn duy nhất của tôi. Khi bạn đọc những dòng thư này, tôi đã chết. Cửa hàng của tôi. Oh shit, là cha lót hả? Người người bạn yêu thích nhất của tôi. Khi bạn đọc những dòng thư này, tôi đã chết rồi. Cửa hàng của tôi có lẽ hơi lộn xộn một tí. Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ ra căn phòng sau kia để tự sát. Cho nên đừng tìm xác của tôi. Tôi xin lỗi. Tôi không thể kiên nhẫn hơn để chờ đợi cậu. Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Điều quan trọng là cậu đã đến đây rồi. Wow, sau tất cả, cậu đã có thể trốn thoát được khỏi cái nhà tù đó. Tôi biết được rằng có thể mọi thứ trông giống như là một cái bad ending cho một câu chuyện nào đó, nhưng mà không phải ở đâu. Cậu đã đây rồi. Cậu đã đây. Và tôi đã làm một chiếc bánh khác cho cậu. Tôi không chắc được cái bánh nó còn tươi hay không khi cậu tìm thấy lá thư này. Nhưng sau tất cả, tôi biết rằng cậu sẽ tìm được. Bởi vì tôi hy vọng cậu sẽ tìm được đó. Tôi chúc cậu những điều tốt đẹp nhất. Charlotte. Chắc mình đã bị đau họng quá. Đáng lý mình phải kêu Charlotte để Discord lên dịch cái đoạn này, my friend. My friend biết carrot. Carrot cái gì mà carrot. Buổi sáng hôm sau. Mấy bạn nghe giọng chất lót chưa? Mình nghe rồi chứ, chất lót dịch mấy khúc này được. Chất lót sống ở Sài Gòn cho nên là giọng chất lót nghe nói chung là phù hợp với game này lắm. Chứ còn chất lót bây giờ đi đâu rồi? Chất lót giống của nhà mấy bạn. Con nhện còn sống kìa. Từ đít thì chết. Này nếu mình ở lại đó thì sao ta? Thì là the end my friend. Thì là bad end chứ sao. Cái này mới là good end này ok. Ok. Game hay chứ my friend. Đứa nào nghĩ ra được cái ý tưởng này. Nói chung là đầu óc chắc bệnh hoạn lắm my friend. Biết là tuổi thơ ăn này cái gì my friend. Game trong game. Nói chung thằng này làm ra cũng stress level max. Game rắn săn mồi với lại game mình chỉ đã, mình nhớ không chơi được hết. Flappy Bird phiên bản tù tội á. Oh my god. Game của ý nghĩa phết hả? Mọi người sẽ có một cái cảm nhận riêng của cái. Riêng mình là mình cứ mong là cuối game sẽ gặp một ai my friend. Mà buồn quá, cuối game chết sạch. Không chừa một thằng nào. Thật là ba chấm my friend. Chơi xong trầm cảm quá hả? Thôi đừng buồn my friend, cuộc sống mà. Phải có lúc này lúc kia chứ. Phải có lúc buồn thì mới có lúc vui được chứ. Nếu mấy fan mà vui biết là người ta bảo mấy fan sử dụng chất cấm rồi đấy. Không tốt, không tốt. Nó hơi bút một tí ok. Game nó hơi bút. Đó là cái đoạn nhạc mà lúc nó phát ra là đáng lý là phải đợi mình đọc cái bức thư của Charlotte. Khi mà Charlotte cất ra một cái bài hát gì đó, đó 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 đó. Thì đáng lý là nó mới có nhạc. Còn cái khúc đó tự nhiên nó có nhạc trước kia. Lợi thì cũng phải là do game. Lợi là do dụng mấy fan. Lụng là do dội. Người bình thường họ không ngồi chơi cái game máy cầm tay bấm bíp 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 này đâu kìa. Họ sẽ gọi là sao nhỉ? Họ sẽ là vừa đọc thư vừa chơi game, vừa đọc thư vừa chơi game nó theo một cái nhịp độ bình thường kìa. Và đến cái khúc gọi là vừa đọc đến thư của Charlotte và bản nhạc cất lên đó đi theo đúng kịch bản friend. Đằng này là có một thằng ngồi nghiện game mà friend, 2 ngày 2 đêm ngồi cứ chơi một cái game con rắn và lại con game với ba với bạn gì đó. Cho nên là nhạc xuất hiện trước, thư xuất hiện sau mà friend. Cảm ơn friend theo dõi ok. Chúc mọi người tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.